Nam mô ta sàng Nam mô ta sàng Bhagavato Bhagavato Sammasambuddhassa Nam mô ta sàng Nam mô ta sàng Bhagavato cầu xin tam bảo quy linh, cầu xin tam bảo quy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 12 đúng không? Tháng 11 âm lịch chứ. 12 tháng tư âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 7 buổi học thứ 18 của chúng ta, học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Điểm Pháp, ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ trước khi học bài mới. Bây giờ mời cô Thúng lên. Ôn lại về môn nhiếp. Môn nhiếp là sự thôn nhiếp hay là tổng hợp các môn, gồm các môn nó có một là nhãn môn, hai là nhĩ môn, ba là tỷ môn, bốn thiệt môn, năm thân môn, sáu là ý môn. Nhãn môn á, nhãn môn tức là nhãn vật, hai nhãn thanh, hai thần kinh nhãn. Nhĩ môn là thần kinh nhĩ, tỷ môn là thần kinh tỷ, thiệt môn là thần kinh thiệt, thân môn là thần kinh thân. Còn ý môn á là tâm hữu phần. Tâm hữu phần nó gồm có 19 tâm. Hai tâm nghĩa là thẩm tấn hay là quan sát, thọ xả, vô nhân. 8 tâm đại quả. Rồi 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm quả vô sắc giới. Đó là những tâm làm việc hữu phần tất tục và tử, thì đây là nói là ý môn. Đây những tâm này gọi là ý môn. Đó tâm hữu phần tức là ý môn. Để chi vậy? Để cho cái lộ tâm được sanh ra. Ở đây giảng cho cái gì, đây là một cái tượng trưng cho chúng ta thấy lộ của môn. Cảnh rất lớn, chót na cảnh có 17 sắc na, thì chúng ta tính từ cái bộ phần vừa qua này cho đến cái chót na cảnh hay chót mót, đó là tất cả 17 cái lộ tâm. Đây giảng sơ cho chúng ta biết chữ hát là hữu phân.
Đó, thì khi mà cái cảnh sắc mà nó chiếu vào dòng tâm chúng ta đó, thì bắt đầu nữa là ở phần này nữa là nó sẽ ngừng lại, nhưng mà trước khi ngừng lại thì ở phần đó nó vừa qua rúng động dứt dòng, nó có giống như chúng ta xe chúng ta đang chạy có rất nhanh vậy. Chúng ta phải ra, chúng ta phải thắng lại. Đó, thì khi thắng lại ở đây là cái giai đoạn là ở phần này vừa qua rúng động hay là rúng động dứt dòng, rồi bắt đầu tới khai ngũ môn này. Khai ngũ môn này tức là tâm khai ngũ môn, nó sẽ lên đây là tâm khai ngũ môn này, nó sẽ hiện lên để nó bắt cái cảnh cảnh gì, thì đây nó bắt cái cảnh tùy theo, nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó tùy theo nó là cái cảnh gì. Tùy theo nó cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh xúc đó, thì nó sẽ bắt cái cảnh đó. Là lúc giờ tùy theo cảnh sắc á, thì đây là số 5 là tượng trưng như ngũ xung thức. Thì nó sẽ tùy theo đó, thì lúc bây giờ nghĩa là cảnh sắc á, thì nhận thức nó sinh lên, nó bắt đầu nhận thức sinh lên. Cảnh thinh thì nhĩ thức bắt, cảnh khí là tỷ thức bắt, cảnh vị là thiệt thức bắt, và cảnh xúc là thân thức bắt. Đó, thân thức bắt. Kế đến là cái tâm này, tâm tiếp thâu. Đó, tâm tiếp thâu là hai tâm tiếp thâu này nó sẽ làm nhiệm vụ nó bắt cái cảnh đó. Và đây là cái tâm quan sát hay tâm thẩm tấn, nó xét coi cái đó là cái gì. Rồi cái tâm thẩm tấn này là chúng ta biết đó là ba cái tâm này đó, nó để nó làm nhiệm vụ thẩm tấn cái mắt đó. Bắt đầu cái tâm này tâm phân đoán, thì lúc bây giờ cái khai ý môn nó nằm trong lộ ý á, thì nó làm nhiệm vụ nghĩa là phân nó làm nhiệm vụ xác định. Còn riêng nó trong cái lộ làm trong lộ ý thì nó là khai ý môn, còn đây lộ ngũ thì nó là khai là cái xác định coi cái đó là cái gì. Chữ cc 7 cái cc này là cái tâm động lực. Động lực đó lúc đó tùy theo cảnh thiền hay bất thiện á, thì 12 tâm bất thiện này nó lên làm việc, tức là khi sanh lên để thấy cảnh tham, cảnh sân, cảnh si gì đó. Còn nếu mà thuộc về cảnh thiền á, thì là những cái tâm này nó sẽ sanh lên là nó bắt cảnh, đó là những cái tâm động tốc á. Tức là 40 tâm như thế nó làm những động tốc, thì nó đây nó bắt hết, thì theo cảnh đó là cảnh gì. Nhưng mà đây là cảnh ngủ thì chỉ là cảnh dục giới thôi, thì đó là chỉ trong giới hạn về cái phần tổng tốc dục giới này nó sanh lên, tức là 29 tổng tốc dục giới này nó sẽ sanh lên. Đây là 8 cái tầm tổng tốc bất thiện, đây tổng ta đây tiếp sinh làm tổng tốc vô nhân, 8 cái tổng tốc thiện dục giới, 8 tổng tốc tối dục giới, tức là tất cả là 29 cái tổng tốc sanh lên trong cái phần trạng này. Rồi còn hai cái tâm này là cái tâm là mót hay tâm là cảnh, thì đó là có ta để là do là ba cái tâm này và có 8 cái tâm đại quả nó làm nhiệm vụ, nghĩa là na cảnh, giống như trong cái bài học của chúng ta đã học rồi. Đây sẽ na cảnh có 1 tâm này, 3 tâm thẩm tấn và 8 tâm đại quả. Đó là 3 tâm thẩm tấn này, đây là 8 tâm đại quả này, thì nó sẽ làm việc nghĩa là mót này, và xong rồi tâm rơi vào hữu phần. Thì hữu phần này đó, người ta nói là hữu phần này là ý môn, là bởi vì sao, nó là cái cơ sở để cho những tâm sinh ra, những tâm này nó sinh ra. Vì nắm được đó là ý môn. Còn riêng về nhãn môn thì đây là trong đây cái lộ này, lộ nghĩa là ngũ môn, tức là năm cảnh, cảnh nhãn, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tùy theo cảnh gì thì nhãn vật nó sẽ sanh ra ở đây để cho cái tâm nhận thức nó nương cái nhãn vật, nó sanh ra để nó bắt cảnh. Giống như con mắt mình là nhãn vật nè, thì con tâm nó sẽ sanh theo cái này để nó bắt cảnh sắc, nhĩ vật hay là nhĩ thanh. Đây là cái nhãn theo tên gọi nó là cái nhãn tha thanh, đây cái tên mới, nhưng mà tên cũ nó là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần thiệt, sắc thần thân. Nói cho chúng ta biết là gọi là nhãn vật cũng được, gọi là vật cũng được, gọi là căn được, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, hay nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Đó là để đây để cho nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nó đương lên ra đây nó sanh ra. Để nó bắt cảnh, thì số 5 đó là cái chỗ mà để cho nó sắc nó sanh ra cái chỗ này.
để cho tâm nó nương cho đó nó sạch. Còn nếu mà được hồi con mắt chúng ta mà hư rồi, hai thần kinh nhãn chúng ta hư rồi thì nó không có cái lỗ nhãn này, thì nó không có sắc sanh lên, thì tâm nó không có chỗ mà nó dựa để nó sanh lên để nó bắt cảnh. Thì ở đây chúng ta có thể cho cái thí dụ này để chúng ta hiểu cái tiến trình này, gọi là cái lộ trình tâm hay tiến trình tâm nó sanh theo tuần tự cái nào. Thí dụ như đầu tiên là cái tâm này sanh ra, tâm này diệt đi, 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 thì theo tuần tự đó, theo đó là tới đây nó trở lại cái loại tâm như cũ, tâm này chết hát, và cái tâm hữu phần là cái tâm hồn kiếp duy trì kiếp sống chúng ta sanh ra nhờ cái tâm này, nó là cái tâm cũ. Mà nó giống như chúng ta coi trong dòng điện nghĩa là tâm đồ đó, giả sử như chúng ta chạy nghĩa là đều như thế này á, giống như một lần chạy đều vậy, thì chúng ta gọi là cái gì, là cái tâm đó là nó thuộc về cái tâm hữu phần chạy đều đó. Khi nào mà có cảnh đó thì lúc đó cái tâm nó giống như cái làn sóng điện, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, đó là lúc đó là nó ra, nó bắt cảnh, nó trở lại bắt cảnh vân vân. Đó là chúng ta sẽ hiểu theo cái lý của định tâm đồ như thế nào, thì cái này cũng giống như cái đó, thì nó trở lại cái tâm của phần tiếp tục và nó sanh liên tục. Cái này có thể là vô số kiếp, coi vô số cái, bởi búng một ngón tay mà tính theo cái này người ta gọi là mỗi một sắc na tâm. Mỗi một cái là gọi một sắc na tâm, tức là một cái khoảnh khắc, một cái thời điểm cho tâm nó sanh ra và nó diệt đi. Giống như chúng ta nó chạy từng giây từng phút vậy, là một giây một phút đó là một thời điểm, thì cái tiếng mà đơn vị mà thời gian ngắn nhất của cái Phật giáo hay của cái đơn vị tính về thời gian mà theo Phật giáo gọi là một cái sắc na, thời gian nó rất là lẹ. Với búng một cái tay này đó là một triệu triệu cái tâm sinh ra, búng ngón tay này tương đương một giây đồng hồ, một giây đồng hồ triệu triệu cái tâm sinh ra, thì một triệu triệu đó là một triệu triệu cái sắc na, một búng ngón tay vậy, một giây đồng hồ một triệu triệu cái sắc na, thì cho nó tâm nó sinh diệt liên tục. Cũng giống như nếu mà ở trong cái dòng khoa học á, thì mình thấy cái dòng điện á, dòng điện mà cháy á, là phải nó là bao nhiêu cái điện tử nó cháy, nguồn điện hỏi bao nhiêu nguồn điện đã cháy. Ở đây có ai học là để mà đoán ra được cái vấn đề đó, thì có thể khoa học người ta tính ra được bao nhiêu cái nguồn điện mà nó cháy, nó tiếp nó sinh diệt, bởi vì chúng là tu biên mà nó ngưng cái là nó ngưng phát điện mặt đèn rồi, thì do cái luồng điện liên tục mà nó chạy liên tục, thì cái đèn nó sáng như thế nào, thì tâm chúng ta mà sinh diệt liên tục đó thì nghĩa là cái tâm chúng ta mới biết được vậy. Thì đây là nó một cái tiến trình này để chúng ta có thể mà mường tượng được, chúng ta có thể lãnh hội được, có hiểu được về cái tiến trình tâm hay là cái lộ tâm, tôi gọi là cái lộ tâm. Thì giống như có một người đó, họ nằm ngủ dưới gốc xài, lúc giờ trái xài chín nó rớt xuống nghe cái bịch một cái, thì người đó giật mình tỉnh dậy và ngó giáo giác coi nó là cái gì, thì ngó giáo giác coi cái gì thì thấy xác định đó là cây trái xài, thì lúc đó họ mới lượm trái xài đưa lên thôi mũi là lượm ra trái xài đó, là họ nhìn thấy trái xài chín thì bắt đầu ăn. Điều ấy như thế nào là lộ tâm, chẳng hạn như cảnh sắc mà nó chiếu vào trong cái tâm thì lòng ý môn này giống như nó chiếu trong xuyên qua cái cảnh mà nó chiếu vô, thì cảnh sắc nó chiếu vào, thì tâm hữu phần nghĩa là vừa qua rúng động dứt dập, rồi đây là nó ngưng liền, nó ngừng để nó bắt cảnh. Đây là cảnh rất lớn, cảnh lớn nó chiếu vào đó là nó bắt tâm liền. Cảnh lớn là gì, chẳng hạn như chúng ta mắt chúng ta xem thấy sắc cái cảnh sắc nào mà gần gọi là cảnh lớn, hay là tay chúng ta nghe một cái âm thanh giống vô lỗ tai chúng ta, đó là cảnh gần. Còn cái tiếng mà ù nhỏ xa đó là cảnh nhỏ, hay cảnh rất nhỏ, có nhiều cái cảnh nhỏ quá tai chúng ta nghe cũng được, không có bắt được cái vấn đề đó. Thì do đó cảnh lớn thì cảnh nó trực tiếp ra, chẳng hạn mùi thơm, mùi thuốc nó xông vào mũi cho chúng ta liền, đó là vân vân. Thì cái người đó nằm ngủ á, thì tượng trưng cho hữu phần, tâm hữu phần nó trôi đi hay nó sanh liên tục vậy đó. Đó bắt đầu nghĩa là cái cảnh sắc chiếu vào giống như trái xài rớt xuống, trái xài rớt xuống đó thì người đó giật mình thức dậy, thì đó là trải qua vừa qua rúng động nhất nhập, đó là người đó thức dậy. Thức dậy là sao, thì mà họ hướng tới coi cái gì nó rớt đó, thì cái tâm này là tâm khai ngũ môn, sau này chúng ta dịch là tâm hướng ngũ môn, tức là hướng theo ngũ môn, cái tâm đó hướng ra hướng ra để chi vậy, để nó coi cái đó là cái gì. Nên do đó cái này tôi còn gọi một tên là ngũ môn hướng tâm, hay dịch cái tâm hướng ta, tâm hướng tâm cũng được, hướng tâm là tâm nó hướng ra nó coi cái gì đó, thì lúc bây giờ nhãn thức cái sanh lên đây thì nó sẽ thấy, nếu giả sử nó cảnh sắc thì nó nhìn ra nó thấy đây là cái trái xài, hay nghĩa là cái ý thức mà nó sanh lên thì nó đó là nghe được cái tiếng gì đó không biết, thì bắt đầu nghe là khi thấy được trái xài thì cái tâm tiếp thâu này cũng giống như người đó lượm trái xài lại, lượm trái xài để họ nhìn trái xài thì sao, họ nhìn trái xài thì họ biết là trái xài sống hay xài chín, nhìn trái xài đó là gọi giống như là quan sát vậy. Khi mình xác định trái xài là chín, nhìn trái xài xác định
đây là quan sát nè, để coi đây đó là xem xét cái xài đặt là tâm này làm nhiệm vụ phải quan sát, cũng chứ thẩm tấn, thẩm là xét, tấn là xét đến rồi có cái gì, thì lúc bây giờ cái tâm qua phân đoán này, cái tâm này đoán định hay tâm này xác định, nó xác định đó là nó sẽ xác định cái xài chính. Hồi nãy nó cầm có trái xài chính chưa thì nó sẽ là lúc đó nó còn cái trạng thái là phân đoán, cầm trái xài đó là giống như là tiếp thu nhờ là nhận lấy. Còn cái thẩm tấn hay quan sát này đó, xét ra trái xài chính chưa, thì lúc bây giờ cái tâm phân đoán là làm nhiệm vụ chính. Chính là sao? Thì bắt đầu nghĩa là cái CCC, 7 cái CCC này giống như là cái tâm bắt đầu nó xử sự đối tượng. À, là giống như là người đó ăn trái xài, cạp, ăn trái xài. Thì ăn trái xài mà cạp hết cái cơm trên rồi, thì vậy cái thân nó cũng vẫn nó còn sót cái cơm đó. Thì hai cái tâm bóp này nhiệm vụ là nó bắt cái cảnh còn lại. Bởi cảnh này cảnh tới 17 sắc na là cái sắc đi quá nhiều thì đó lẽ tâm nó chấm dứt ở chỗ này, nhưng mà vì còn cái còn một con cảnh dư thì hai tâm này có làm nhiệm vụ, nó sanh lên nó bắt cảnh dư, thì hai tâm đó là cái tâm gì, hai tâm đó là cái tâm na cảnh, đó là cái sự na cảnh này, đó là hoặc là ba tâm tâm tấn này làm việc, hoặc là tâm đại quả là tùy theo cái là lộ là ngủ hay là lộ ý nào đó, hay tại cái cảnh cảnh ít hay cảnh nhiều vân vân, thì cảnh đặc biệt hay thường gì đó thì hai tâm này lên nó bắt cái cảnh này. Thì cũng giống người đó cạp hết rồi, còn sót lại, họ cạp vài cái, họ liếm vài cái đó họ quăng đi. Còn đó họ nằm xuống ngủ tiếp, thì nằm xuống ngủ tiếp là tượng trưng có tầm của Phật. Đó là cái lỗ môn bồn cảnh rất lớn cho chúng ta thấy. Thì do đó nhãn môn nó sanh trong cái giai đoạn mà nãy chúng ta đã không học rồi. Đó là nhãn môn ra đây, hoặc là nhĩ môn, hoặc tỷ môn, hoặc thiệt môn, hoặc thân môn nó sanh ở đây. Đó. Nhà đây là nhà là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì đây là cái người ta gọi một danh từ khác là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, hoặc là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, để sanh cho nghĩa là nhãn thức sanh, nhĩ thức sanh, tỷ thức sanh, thiệt thức sanh và thân thức sanh. Đó là để bắt cảnh. Thưa sư, 11 giờ mấy rồi? Rồi chờ tí xíu đi. Sư anh. Nhĩ môn nè, tỷ môn nè, thiệt môn nè, thân môn nè. Thì nếu mà sanh trong cái ở đây nè, thì nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, môn thì đây là đó chúng ta sẽ để nè, tâm nhận thức nè. Tâm nhận thức là đánh dấu này nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức nè, thân thức là hai tâm này là sanh nhất định. Để nó bắt cái trực tiếp cảnh. Còn những tâm mà sanh ra phụ thuộc nó là 40 đây là 40-16 tâm, là còn 44 tâm còn lại. 44 tâm còn lại, nếu tính là trong tất cả tâm dục giới này nó có 54 tâm, trường ngũ dung thức là 10 cái tâm này, là còn 44 tâm. Đó, thì nếu mà đôi nhận thức này nó bắt cảnh nhất định rồi, còn 44 tâm còn lại đó thì nó sẽ bắt theo cảnh đó là như thế nào. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới tính ra cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được. Đó. Đây là thứ nhất là cái tâm này, tâm khai ngũ môn. Khai ngũ môn là cái tâm này là khai ngũ môn nè, cảnh sanh bắt rồi tâm ngũ trung thức thì chúng ta biết đó là ngũ trung thức, là đã nói là năm đô thức này rồi, nó đã sanh lên rồi. Cái tâm tiếp thâu quan sát và phân đoán, đây là cái tâm này làm nhiệm vụ tiếp thâu, hai tâm này làm nhiệm vụ tiếp thâu phân đo và phân đoán, đó là cái gì, tiếp thâu rồi tới quan sát là ba tâm này làm nhiệm vụ quan sát, rồi khi phân đoán là tâm khai ngũ môn làm phân và phân đoán. Rồi bắt đầu tới cái sự này động lực. Chính cái sát na này, tức là 29 ta tâm tổng tốc trục giới, tức là nó, nếu mà cái cảnh đó là chúng ta theo thông thường chúng ta thấy cảnh đẹp, tâm tham sân chúng ta sân khởi, thì nghĩa là cảnh xấu, giống như người ta nghĩa là nói định bội chúng ta khoái tham, chúng ta sân khởi, mà ta nói nặng nó nhẹ thì sân khởi, thì lúc đó tổng tốc tham sẽ sân khởi, hoặc là tổng tốc sân nó sân khởi trong cái đó, hoặc là chúng ta lúc đó mà tâm nó đang nghĩa là lơ đễn, hay cái tâm nó phóng dật kìa, là đây hoặc là tâm hoài nghi, hai siêu hoài nghi này sanh lên. Còn đối với mà tám tâm đại thiện này là khi nào cái cảnh đó là chúng ta đang thấy cái để chúng ta bố thí trì giới tâm thiền, hay nói chung một cách khác hơn chúng ta thấy người ta đau khổ phần nghiệp, thì lúc đó bi nó sanh lên trong cái tâm thiền này, để chúng ta nghĩa là tội nghiệp họ, thì bắt đầu chúng ta mới đem tiền của gì chúng ta giúp cho họ. Hoặc chúng ta thấy họ được như họ thoát được nạn thì chúng ta mừng, chúng ta tùy hỷ cho họ, thì đó là những cái sở nó sẽ làm như trong tám tâm đại thiện này. Còn riêng mà chính tâm đại tố trong dục giới này đó là tâm tiếu sinh, và cái tám tâm đại tố này chỉ có Đức Phật mà xài thôi. Còn riêng mà tám tâm nghĩa là đại thiện này á, thì có thể phàm phu phàm nhân cũng xài được, mà bậc thánh nghĩa là hữu học, bậc thánh
dự lưu tu đầu quần nhất la tư hàm a la hàm thì ta có thể xài trong cái tám đại thiên này, đó là cái trong cái động tác giới. Còn riêng cái tâm tiếu sinh là cái tâm này thì phải nói là người là con phạm nhân cũng xài được, chỉ có Phật xài thôi, là thánh a la hán xài thôi. Còn tâm tiếu sinh này là sinh ra cái nụ cười, thường thường ta gặp cái cười mỉm đó, à, mỉm cười đó, hoặc không ta gọi là cười gượng cũng được. Giả sử như bây giờ quý vị mà lớn rồi, quý vị nghĩ là hồi lúc còn nhỏ còn trẻ con quý vị chơi những cái trò gì đó, đánh đấu đánh đu, chơi trò vợ chồng hay chơi trò gì đó, thì quý vị thấy là lúc đó mình còn trẻ con mà ẩu trĩ quá, mình đâu biết, giống như bây giờ mình nhìn mấy đứa nhỏ vậy. Thì cái bậc thánh mà khi mà đã thành thánh rồi, ta nhìn là lúc mà ta còn sanh tử luân hồi, lúc đó người ta tham, lúc đó người ta sân, lúc đó người ta si, hay lúc đó người ta làm việc thiện hay những cái gì đó, ta nhìn thấy nghĩa là sao mà mình nghĩa là khờ khạo quá, mình ngây thơ quá, hay là mình trẻ con quá, một phần thì đó là người ta chỉ mỉm cười thôi. Đó là cái tâm này để dành làm cho nụ cười gương cho nghĩa là Đức Phật hay bậc A La Hán. Đức Phật này là tâm, này tâm của bậc tứ quả A La Hán đó. Thì do đó mà cười mà hơi mà đặc biệt hơn, thì đó là những cái tâm này làm nhiệm vụ mỉm cười của Đức Phật. Và tâm này làm nhiệm cười thiện á, thì đó là đây là của bậc phàm phu và phàm nhân, là cười bằng bốn cái tâm ra thiện này. Còn riêng mà đối với phàm nhân mà cười theo cái khả ố hay cười nghĩa là hỷ lạc vui vẻ gì đó, nhiều từ là bằng cái bốn cái tâm này làm cái gì cười. Đó là chúng ta nói trong cái vấn đề mà về cái phần nghĩa là môn giết đó, ý môn tức là 99 tâm, tức là trừ ra mấy tâm kia còn lại, chúng ta cứ coi cái dấu này chúng ta tính. Dấu này thì chúng ta trên đây là 12 tâm, tức là bất thiện. Giờ đến cái dấu này ta đủ rồi, chúng ta lấy 12 tâm bất thiện chúng ta cộng giao. Hai lần rồi 2 tâm bất thiện là cái dấu này là tương đương 2 tâm bất thiện. Hoặc là tâm tiếp thâu có 2 cái, hay tâm tiếp tâm thẩm tất khi xả tỏ 2 cái. Và chúng ta cũng thể dựa theo này mà chúng ta muốn mà phải tính cho rõ cái số này không đánh dấu này đó, thì chúng ta có thể biên xuống 12 hết. Trong cái này là cái số này bao nhiêu đó, thì giả sử như đây đánh dấu một cái dấu thôi, dấu này từ là 40 tâm sự tế, phải đánh cái dấu này có tầm giới, lập cái bản đồ nhỏ như thế này để chúng ta nhìn thấy, để cái con số thì nhiều khi chúng ta thấy nó rối thì chúng ta đánh dấu này thôi. Thì trong đó mà cái tâm mà sanh cho nhất môn này nó có nghĩa là 68 tâm sanh, thì chúng ta coi nhất môn nè, 1 2 3 4 5, thì đó là tâm gì, nhãn tức dĩ tức vị tức mức, thì nó sanh có một môn thôi. Một môn là gì? Nhất môn này nó có 36 tâm nè, hoặc là 968 tâm, tức là khi mà chúng ta tính nghĩa là cái tâm siêu thế này, chúng ta lấy 8 tâm, còn nếu chúng ta lấy hết thì cộng chung, thì do đó mà trong cái vấn đề mà tính tính ra nghĩa là 36 hoặc là 68 tâm, tức là cộng hết cái số tâm này ra là 8 cái động tác siêu thế này hoặc 40 động tác siêu thế. Còn tâm nhân sinh của môn này có 3 tâm, đó là tâm khai ngũ môn và tâm tiếp thâu. Sở dĩ cái tâm này gọi là có ngũ môn, có 5 cửa là tại vì khi mà nó sanh trong cái lộ ngũ môn này, đây là tiếp thâu nè, nó bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị suốt 5 môn, để gọi là cái tâm này nó bắt được 5 môn đó, tâm tiếp thâu đó. Rồi nghĩa là tâm lục môn có hồi nãy nhất môn quên nữa, nhất môn thì nó nhất môn này có nhãn nhĩ tỳ thân, còn những cái tâm còn lại này là tình là nó bắt cũng một môn, nhưng mà nó thuộc về cái ý môn đó, là 18 tâm đòi động tóc đáo đại hoặc là 8 tâm sinh thế là nằm trong ý môn không. Còn ngũ môn có 3 tâm lục môn, tức là 6 môn á, thì nó có 3 tâm là tâm thấm tấn thọ ý và đoán định, hoặc 28 tâm động lúc giới là khi nào. Ở đây thì nó chỉ có cái lộ ngũ môn thôi, khi mà chúng ta mà có thêm cái lộ ý môn nữa thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn. Không biết đây nó có cái tờ lộ ngũ môn mà để chúng tôi tìm. Lộ ngũ môn là chú thích cho cái lộ đó. Lộ ý môn. Lộ ý môn nằm ở đâu? Để coi cho tôi, để chúng tôi tìm ra.
Rồi giờ chúng ta coi về cái lỗi môn đi. Lỗi môn cảnh rất lớn, tức là giống như cái sự suy nghĩ trong tâm chúng ta gọi là lỗi môn. Thì cũng vậy, khi mà cái cảnh pháp ở đây là lỗi môn thì nó mắc cảnh pháp nó chiếu vào, thì hữu phần vừa qua rúng động dứt chồng, cái tâm khai này là khai ý môn, nó sẽ sanh khởi lên. À, khai ý môn này nó sẽ sanh khởi lên trong cái lỗi đầu tiên. À, bởi vì đây lỗi môn nó bắt cảnh pháp thôi, thì khai ý môn khởi lên. Và động tốc này cũng giống như nhau, mà hai cái này cũng giống như nhau vậy. À, hai cái này cũng là tâm, nghĩa là tâm na cảnh á, một tâm na cảnh á. Còn đây là ha, là lỗi của môn là những cái tâm động tốc mà tự nhiên chúng ta đã học rồi. Đó. Có ba lục môn nè, có 31 tâm là thẩm tấn hỷ đoán định và 29 tâm động tốc dục giới. Thì khi nào mà chúng ta thấy trong cái này là cái cảnh này cảnh ngủ, à thì là những cái tâm động tốc dục giới đó. À, đây là tâm thẩm tấn hỷ thọ, tâm đoán định, hay là tâm nghĩa là động tốc dục giới này, thì chúng ta cái tính như thế này thì chúng ta cũng có thể tầm ra được. Tức là đây là tâm khai ý môn này nó nằm trong cái lỗi là ý môn, còn này lỗi ngủ thì nó làm nhiệm vụ là phân đoán đây, thì nó cộng 5 này cái cộng 1 là 6, đó là cái 6 môn đó. Còn riêng mà lục môn và ngoại môn thì có 10 tâm là 2 tâm thẩm tấn thọ xả và 8 cái đại quả. Và khi nào chúng ta nói là lục môn thì chúng ta nó thấy nó sanh ra đủ ở trong cái lỗ ngủ, lỗ nghĩa là ngủ môn, đây là thẩm tấn này. Đây là cũng na cảnh, nó cũng làm ở trong đây cũng được, nhưng mà để qua kể môn này đi, hoặc là trong na cảnh ở đây đó là ý môn, đây là cái nằm môn, thì nó xảy được cái sáu môn, à phải không, thì chúng ta thấy được sáu môn đó là sáu môn. Còn ngoại môn như thế nào, hai tâm thẩm tấn thọ xả và 8 tâm đại quả này khi nào nó làm việc hữu phần, à tức là đây là hai cái tâm này hoặc tâm này làm nhiệm vụ hữu phần, phần tức là làm nhiệm vụ mà cho sanh, nghĩa là cái tâm hữu phần tử của nghĩa là chúng sanh, thì chúng ta thấy đây là có là 19 tâm, hai tâm thẩm tấn xa thọ nè, 8 cái đại quả này đó, làm nhiệm vụ hữu phần tái tục và tử, thì nó không có nằm trong cái môn nào hết, bởi nó chính là môn, bây giờ nên nhớ nó là ý môn, thành ra nó nằm ở trong chỗ đó. Đó, do đó đây nó có cái chỗ. Còn ngoại môn á thì nó không nằm trong cái môn nào hết, tức là chính tâm đó lại, à bởi vì nó thuộc về cái phần ý môn, thì do đó nó gọi là cái ngoại môn. Ở đây là ngoại môn ha, thì cái tâm này nó vừa làm việc ngoại môn, khi nào nó làm hữu phần, nó thuộc của phần tử thì nó làm ngoại môn giống như cái thằng này, nhưng mà có khi nó làm việc lục môn, tức là nó làm trong cái nhất môn này hoặc là ngũ môn, nó cộng lại thành lục môn đó vậy. Do đó mà ở đây thì ngài tinh sự ngài dựa theo cái văn á, ngài đọc thành cái tiếng Hán Việt để mình thuộc. Tâm nương sáu cửa ngũ ban, sáu cửa là sáu môn, ngũ ban là ngũ môn, hoặc là một cửa tức là nhất môn, năm màn là năm cửa và sáu môn, cả hai sáu cửa ngoài khôn tức là lục môn hoặc là ngoại môn, có phần chẳng dựa nương môn, cái nào là ngoại môn này, một cửa 36 tà tinh nhất môn tức là 36 tâm, ngũ môn ba thứ đây là ba tâm, lục hào tức là lục môn là có ba dư là 31, hoặc sáu hoặc khỏi có 10, hoặc sáu môn hoặc khỏi là có 10 tâm, không nương kẻ cửa nẻo lối từ chính tâm để chứng quả đó lại. Đó là cái văn để học thuộc của ngài Hòa Thượng Minh Sư. Đó thôi, chúng ta nghe là chấm dứt trong cái bài học hôm nay. Vậy là học gì vậy, được chưa? Rõ quá trời ha. Dạ, cái này thầy có thể switching từ cái này sang cái kia, nó rất là hay. Chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ được chưa, hồi hướng chưa? Dạ. Y mi na buôn, y mi na buôn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, buôn thô hô mi, buôn thô hô mi, na na ga tê, na na ga tê, yat tha yat tha, yat tha yat tha, thọ quê cha tô, thọ quê cha tô, ma đa liệt đô, ma đa liệt đô, pha qua mi hăng, pha qua mi hăng, do nhờ phước nghiệp này, hải thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, khi đăng mê buôn nhân, nhân. Niết ba năng,
Bất chi vô hồ tú. Phước này của tôi. Hãy là duyên đến niết bàn. Áp bát tăng gia. Sang sa ran to. Pha hoa pha quê. Tu hê tu ca. Ukkatha. Santhiya. Vati santhiko. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi. Xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ ba. Buổi học chúng ta đến đây chính thức. Kính chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn thầy.